Ok, bạn trai Mega xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Một ngày mới tươi đẹp. Bữa nay mình cũng trong mình cũng thấy không mấy gì được, cũng không mấy gì vui tại vì không có được đi mã đó. Bữa nay Thanh Minh nè, bữa nay 4 tây tháng 4 mà không được đi Thanh Minh. Tại vì chuẩn bị đồ hết trơn rồi. Nhưng mà con gái nói là chỗ đó nó cờ lô rồi, đóng cờ đóng lợi rồi, thành ra bầu trời nó đó không đi được. Nãy ở nhà mới dọn đồ cúng, ngày nãy có đưa cho nhà xem những món ăn ở nhà nấu cúng đó, rồi mời về cha mẹ chồng, mời cha mẹ chồng Trương Dung Thái Thật với là Quỳnh Phước Bà cho một dịp luôn, hai người đó. Nên nặng mà mình mà mời đã ăn luôn đó. Với mới để mà tả báo về. Hãy bữa nay mà được đi mà cúng mãi thì cha gặp được cha mẹ mãi thì mình cũng mừng, mà không đi được. Khi nào mà hết dịch rồi có đi được thì mình sẽ đi với Dũng. Năm ngoái cũng đi hai lần. Vì ở New York này ổng gài dịch trong qua mình coi đài thì một ngày mấy ngàn ca. Cái New York này ngày mai một ngày mấy ngàn ca, 5-6 ngàn ca, 5-6 ngàn người nên là tử vong. Hôm qua coi là tử vong, chứ không phải nhiễm nữa. Nhiễm là nhiều hơn. Đó. Florida cũng bị nữa. Đó. Mỹ này đứng hàng thứ nhất, mà tại New York này nhiều nè. Nó trong mấy chục tiểu bang New York nặng. Ra không đi được mình cũng cho mình nè. Trời New York cũng thấy bồn chồn. Nó chuẩn bị xong hết rồi, mấy em không đi mình cũng đi rồi. Mấy em nó không chịu đi, nó bằng đầu hứa đi rồi cái gì sao này mấy anh nó không chịu đi. Út nó không đi được cái mấy cái hàng sáo đồ xóm nhau lại không chịu đi. Không chịu đi rồi thôi mình cũng đi. Giờ ra chỗ đó đóng cửa rồi, giờ cho mình khánh sợ rồi thôi không đi chứ. Thôi mình cũng đi. Nằm mua qua đây mà mời ba mà ba má về nhà ăn chứ. Ba má chồng của nó, ba má ruột mình, ông bà nội của các cháu và ông bà ngoại các cháu luôn. Nãy bữa Trinh có qua nữa, có nhắn Dũng rồi nói cho nó tính đồ hay với bà ấy qua ăn ấy rồi ăn này. Với ba Bình Dương nữa mà Dũng nó nói bị bận chuyện rồi không có lợi được. Dạ nói nhưng mà cả nhà mình cũng mệt quá không có cũng vô, nhưng mà cũng mời cả nhà gục qua chả tôm này chả tôm chiên ấy, cuốn bằng ở ngoài là cái tàu kia ấy. Cuốn bằng tàu kia, mời cả nhà ăn nha. Có rồi chấm lẫn không cũng vừa ăn. Cũng vừa ăn. Cái này bún đào. Cái nào xem bún đào. Cái nào nó bự. Tính là chừng đồng 25 cái nè. Tại 4 cái 5 đồng á. Hồi đó mình mua 4 cái 4 đồng từ từ lên 4 hàng thôi không. Cái nào xem. Nào này mình có thể tâm neo được đi nghĩa trả tổng tiền mình cũng không dạ thà trả tổng tiền hay cả nhà rất là ngon. Cuốn bằng cái hủ kia là cái tàu hủ kia á, là cuốn rồi chặt tôm thịt rồi môn có môn đó nè. Nè xem đây hai dĩa nè, hai dĩa chắc cái nãy Đào Quốc Vinh đem đi mới rồi, Đào Quốc Vinh đem mới đem đi. Này chấm với cái nước mà người ta dùng bùi chìa vậy đó, nhưng mà nước mắm cũng được, cặp rau ăn cũng được. Ở đó
cải hai thứ. Giờ mình có gì xạo nấy nè, có gì xạo nấy. Này là của Đức Tấn này, hai chồng nó hổng nào cho chả là thôi đợi đâu đó không biết. Để mình thấy thấy gì không ăn à? Để dành để bữa thanh minh nó đang đi cúng bà má mà không có đi được thì mình mới xách ra đây để mà cúng cả nhà xem. Bà mình là thích ăn cái món này nè, hẹ xào chín, bà thích lắm hẹ xào chín. Còn đây là cái su xào hồi nãy múc mớ cho Vinh rồi. Còn món này là ba thích lắm. Này khoai môn quá, khoai môn hà hầm với xương á, chết khoai môn hầm với xương này nè, rất là ngon. Khoai môn ở đây ở xứ Mỹ này không thích ăn buôn giáo, người ta kêu bảo bản kêu bằng cái gì kêu bạn gì, mình thì kêu môn giáo mà cái bản kêu bằng bông môn điện. Qua nhà bảo nói qua này nè, này nè hầm như là từ từ giống như là tôm kho tàu đó, cả nhà xem nè, giống như tôm kho tàu vậy. Cái đầu quá ta nè, tép ở đây nó có cái đầu á, cái mình đem đi đem xào á, tỏi là củ hành rồi xào nè, ra gặp gì đó không có bỏ màu gì hết trơn nha cả nhà, không có bỏ màu gì hết, ngon. Còn đây nãy múc cơ có ghim được mớ rồi nè, cái này là dưa cải xào chín sắc mịn mịn á, rồi cái củ hành với tỏi, rồi khi tỏi vàng bỏ củ hành vô, rồi cái này mình sắc mỏng rồi mình phải vác bỏ nước chút xíu nha cả nhà, rồi cái đem đi bỏ vô xào, xào cho săn thôi chứ không khỏi nêm nếm gì hết á. Săn rồi cái lấy trứng đó, trứng cái này, cái này mới cái dưa cải nãy là mình làm ngâm cái trứng rồi đánh cho đều, cái mới bỏ cái dưa cải mà xào nãy bỏ vô, rồi đi rửa chảo, rửa chảo xong rồi đánh đều hết giống như chiên trứng vậy đó. Này còn cái này nó mắm chua ngọt này để ăn nè, nè mắm chua ngọt của mình á, nãy mắm chua ngọt ăn. Còn món này là nãy chưa có ấy nữa, đến đây cho tạp báo đem theo. Này cà, cà đem nướng ăn xã mình á, thì đem nướng này cái nhiều khi lột da ra cái đem đi xào mỡ đó, giống như tương xào tương cũng ngon lắm. Mình thì xắt xé xéo mình xào tôm thịt này nướng, ba mình cũng thích á, mình ra làm này nhiều cái ngon cái lắm. Còn cái tét thì nãy cho Vinh hết hai đòn rồi nè, cả nhà xem nè, nãy cho em có Vinh hết hai đòn bánh tét nè, thấy thương không? À, nè à, ngon lắm á, lấy mát chút nhiều lắm. Bên đây cũng có đây, cái này đây để đây hai bên đòn, để hai bên đòn bự bự không à, nặng quá im quá không nổi cái đòn bánh tét nè, mà tính làm nhỏ nhỏ mà tại vì nhân mình lớn anh ra có nhỏ quá không được, cộng nhân bự thì bự á, cái nhà xem đó. Nhiều lắm, trong này nè làm được 11 đòn nó, còn này nãy mình chiên nè. Sắp khi nó nhảy nãy Vinh cũng đem đi nè. Này là bánh tét ấy, mình sắt ra một đòn dây sắt ra bà, đòn dài thì 9 khoanh, 8 khoanh, tệ nhất cũng 7 khoanh, sắt mỏng mỏng vậy nè. Ở nhà xem, không có dày hung, cả gì nè, nó cả gì thôi, không có dày hung. Ra mình nên nó dễ, nó ngon, nó chảy miếng. Đó, rồi cái bỏ chừng cỡ ra, giống như chân trứng vậy đó, bỏ chừng cỡ 2 muỗng dầu vô thôi. Mới này bỏ ra muỗng dầu mình chán cái chảo rồi cái gì, để lửa riu riu á, nó vàng như cơm cháy vậy, nó vàng như cơm cháy vậy đi, vàng như cơm cháy vậy nè, cái mình nè, cái mình là kéo qua cái nữa, cái lửa riu riu, cái nó vàng vậy, thêm một cái nữa nó vàng, nó này giống như nè, hai cái này vàng hết nè, nè, không có dày hun đâu cả nhà, nè, cắt đi không có dày hun đâu, mình nè, không có dày hun, nó mới ngon, nè thịt nè, nó ra ngon, ngon luôn á.
cả nhà xem. Nãy làm hai đòn á, nó đem cho con nhanh đi nè. Này à, hôm nay cũng được, nó này bánh tét chiên á, hai chừng hai muỗng dầu à, giống như mình chiên trứng nè. Đó, vậy đó, để vô. Đem cái này nữa, nãy Vinh lên đi mới. Này cái quẩy á, này nướng nè, nãy mình đem nướng lại cho nó giòn. Ở nhà xem, này cái quẩy nè. Nhà này nít thích ăn cái quẩy, mua để làm ăn bún nước lèo, ăn cái quẩy, ăn không cũng là ăn cái quẩy, cái gì cũng cái quẩy á, phải thích ăn vậy đó. Vậy ha, bây giờ để bầu trời đi gớt trải đầm tâm sự chút xíu, bây giờ muốn ăn nữa mà mệt quá ăn vô nói thành ra không có mời cả nhà được ăn cái gì này. Mời nào, bốc rì nè, bốc rì này, bông cải xanh Mỹ á, thích ăn á. Mọi người thích ăn chứ không phải bồ. Có nhà không? Phải mong không? Phải mong không? Thấp nhất. Ngon hay sao? Mời cả nhà ăn. Mầm này dẻo dễ sợ mà, dẻo dễ, ngon cao. Mời cả nhà ăn miếng chả. Này chợ bán đủ thứ, món nào mình cũng có hết trơn. Nói ra này nó như chả lụa, cái này chả cá không biết. Ăn thử nãy mới ăn đó chả cá rồi, này giống như chả lụa. Còn tôm, tôm nó có gạch đó, nó ra gạch, nó ra màu chứ mình không có bỏ màu trên cái này. Này cả nhà nha, rất ngon, không vừa ăn lắm, nêm một chút xíu ăn cái lượng như vậy vậy nãy rồi, cần cỡ muỗng xé cà phê muối với nửa, hơn nửa muỗng đường, hơn nữa cũng như là hai phần muối, hai phần muối mình đường vậy á, muỗng cà phê đường, hai muỗng cà phê muối vừa ăn. Này mấy đứa nhỏ cũng thích ăn trái xù. Mời cả nhà ăn trái xù. Trái giò. Rồi chả tôm, tôm thật. Mời cả nhà nhé, dưa cải, dưa cải chiên với trứng á, dưa cải chiên với trứng. Mình cầm đũa tay mặt mà cầm muỗng cho trái. Mời cả nhà
đậu bắp, nhà đậu bắp xào. Này là mướp, mướp xào, xào thịt với tôm. Cà đây nã, con chả ăn, cái này lột ra, con biết xào mỡ, xào mỡ chấm ngon luôn. Mình thì sắc mỏng 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 ra, mình xào tôm với thịt. Cái nhà uống bia nha, uống bia với mày. Gái nó dặn nó này, khi nào mà tan hết trơn rồi mình uống nó không bao giờ bụi. Mày cái nhà uống bia này rất là sợ, mình thích cái loại này à, mà loại này nhẹ nè. Đây là xem nha, mình thích cái loại này nhất là mình cũng như cua đó, là nó hấp, không khỏi hấp đâu. Mình rửa con cua rồi cái mình bỏ vô chả, mình cũng như mình con cua chết rồi cái mình mở, mình thì đưa con cua đó lật lên cái chặt ngay chỗ cái yếm đó, cái xong rồi rửa sạch sẽ cái bỏ lên chảo, cái mình bỏ nửa lần này nè để nắp lại, sôi lên nó thơm lắm. Mời cái hàng nó quen. Rồi cái bỏ chừng nửa lon này nè, còn nếu mà cua nhiều á, mình thì mỗi hai con thì mình bỏ nửa lon, còn nếu nhiều bỏ một lon này nè, đẩy nắp lại, cái tự nhiên cái nó sôi lên, cái con cua nó cũng ra nước vậy, cái này nè nó bốc lên nó thơm, rồi tới chừng nó chín á, cái chín cua là nó vừa khô nước rồi, nó ăn cái nó thơm lắm, không có cua không có chảy nước ra, mà này nó không có tanh. Như tép nhiều cũng vậy nè, khi rửa nước bỏ mình phải nói rửa nước là vừa thả lên chảo rồi đẩy nắp lại đó, còn nếu cần thì bỏ chừng cỡ nhiều nè, cỡ chừng mà gần nửa lon vậy đó, bây giờ đẩy nắp lại nó thơm lắm, nó không có tanh, bởi thành nó giúp sử dụng vậy đó. Dạ ghét là thằng bộm nhậu luôn, ăn đồ ăn ngon mà không có bia ăn vô, uống ngon vô không ngon. Sáng giờ mặn mặt quá, nó ngay vậy xong rồi hơi ẩy mình á, thằng da cũng hơi buồn, không có đi mã được, thành ra thức là trễ, thức là 7 giờ, cái nằm nướng nữa, cái ta chờ 9 giờ mấy 10 giờ luôn, thì xuống tới đây là 11 giờ rồi, lây quay cái trễ nó thằng siết. Đây là rau cải đồ vô leo rồi, ở đây ngon cái lắm, cái gì cũng ngon á, cái bánh mì cũng vậy nè, cái nhà xem nè, mì đây nè, bánh này nè, mình đem mình nướng rồi cái xong rồi cái làm cho cháu ăn đấy, cái chiên trứng, chiên trứng giống như từ ấp la vậy, chiên trứng rồi cái mấy cái miếng chi đó, để nó lên mình nướng nóng rồi cái mình để mấy miếng chi đó lên đó, rồi để trứng cho nó ăn, mình dắt miếng hơi muối chút xíu rồi nó ăn ngon, bữa mình làm cho nó mình cũng ăn nữa. Lòng ấy thì mình nuôi thịt ba gọi á, mình làm đúng người cha, nó có người cha. Mình thấy bữa nào mình làm pate nữa, pate giống như là không phải pate gan, pate gan đây điểm khác mà khi mình gà thủ á, như vậy mình có trừ da heo lên rồi, tại bảo mình làm mà mình làm mà mình tét đó, mình không có xài cái da đó, mình lấy bữa khác mình mua có mua thịt đùi rồi, để mình sắc vuông chừng cái lớn này nè, rồi xong rồi trộn hành tỏi rồi này nọ rồi với tiêu đó, đập bể ra thôi, tiêu đập dập ra dập thôi, rồi cái bỏ vô trộn vô út xíu rồi út gia vị vô đó, đang làm vừa mình mới dồn vô trong thời đó. Việt Nam thì ông này thì ông không có đồ thì ông đi gói như gói tét, còn ông ấy thì người ta làm bún heo người ta dồn, còn ông ấy là cái da này là cuốn lại giống như là gói tét vậy đó vậy đó, hắn nó làm vậy đó. Nhớ hồi mình mới qua hả,
Trời ơi, mình cứ giật mình hoài. Ngủ ha, cứ cần là đêm cứ giật mình hoài. Nói trời ơi, sao mà giờ này rồi, sao mà bởi vì có người dì Út á, bà con, bạn dì ruột của má, của mẹ mình á, cũng như là mình kia bạn dì, mà y là chị em ruột, coi chị em bạn dì ruột của mẹ mình. Mẹ y nấu cơm giỏi lắm. Cái cây nhà biết làm sao không? Thì cơm gan của ông xã mình nó ngon là gì nè. Cũng như mình mua mấy miếng xương sườn á, rồi làm súp á. Cũng như là cứ như nước súp cũng vậy nè, người ta không biết, người ta nói chắc bỏ thuốc không có. Vậy nè, để bà trời nó góp chia sẻ nha. À, như thế này, mời uống đi. Chia sẻ như thế này. Cũng như mình mua xương về đó, ở Việt Nam thì mình khỏi luộc sơ, nước sôi bỏ vô, còn bên đây, bên Mỹ này là mình phải nấu luộc. Cũng như là nó đông đá mà, thì để trong cái nồi nước lạnh á, chui cái này thím thím chỉ mình á. Hồi xưa mình không biết mình bỏ nước sôi mình trụng không à, thím mới nói là không, bây giờ cái xương heo hay xương gà bên đây á, bị nó đông lạnh á, nó tanh, thì bỏ trong cái nồi nước lạnh á, cái từ từ nấu, khi nào mà nó sôi tim á, nó sôi tim mới lên bọt á, là tắt lửa. Thì tắt lửa thì rửa, thì bên đây mình cũng bắt nồi nước sôi nữa, cũng sôi lên rồi, thì mình hai nồi mình kéo lẻ mà, thì bên đây nồi bên đây mình rửa, mình hồi lúc mà trong khi đợi sôi thì ông xã chị ưa bỏ gừng, nhà này luôn luôn có gừng, bỏ gừng khúc này nè, sạch, mình thì đập cho nó dập, bỏ vô cái nồi nước sôi mà để nữa mình nấu súp, thì ở đây nó vừa sôi tim lên, nó gà bọt giống hệt như là mình uống chocolate hay là uống cà phê sữa, nó lên bọt vậy đó. Trời ơi, cái màu vậy đó. Cái đem đi rửa cho sạch, thiệt là sạch, da nhớt hết trơn, rồi rửa thiệt sạch, sạch xong rồi. Cái nồi hôm nay nó sôi rồi, mình bắt hai nồi cho lẹ mà. Cái sôi rồi, này mình bỏ gừng nãy đó. Thì ở đây mình mới bỏ xương vô nấu. Ban đầu thì lửa hơi lớn chút. Nào mà cho cái xương nó vừa sôi lên, nó vừa sôi tim lên, vừa sôi, đừng có sôi ục quá. Thì mình hạ lửa liền. Hạ lửa giống như nó còn sôi tim vậy đó. Đó, rồi từ từ nó ghiêu. Còn mình ở đây bây giờ thì mình có hai cái nồi lô cốt đó. Thì mình bỏ vô đó tới sáng thì nó gục hết trơn rồi ra, nước thiệt ngon. Rồi bỏ hỏi mình nhớ mình có quay nữa mà. Không biết mình có xem đâu, mình quên, để đợt khác mình làm cái đó cho cả nhà xem. Còn cái này nếu mình không có cái nồi lô cốt đó, cái nồi mà nấu chậm đó, thì mình nấu bằng cái nồi này thì nhớ nha, bỏ xương vô, cũng như là nấu bắt hai nồi lên sôi sơn lượt, thì cái nồi bên này thì cái nồi mà mình nấu để làm súp thì mình bắt lên thì mình bỏ gừng thôi, đập gừng bỏ vô thôi, còn bên này thì bỏ xương vô, nó nấu từ từ, nó lên nó sôi tim á, nó vừa sôi tim là mình tắt lửa, là mình đổ gầm rửa nó ra nhớt ra quá trời luôn, rửa thiệt sạch. Thì bên đây cái nồi bên đây sôi rồi, thì rửa thiệt sạch xong rồi đó là lấy xương bỏ vô cái nồi đó, bỏ vô cái nồi mà mình gửi có gừng đó, cái nồi súp á, thì mình nhìn ở đó, mình phải chịu khó nhìn chút xíu, đứng ở đó chút xíu, thì chừng trong vòng 5 phút à là nó sôi lên này, nó vừa sôi lên đó là hạ lửa liền, còn sôi tim thôi, sôi thôi vừa thôi, để yếu rồi cũng sôi, nhưng mà vừa sôi vừa phải thôi chứ không có sôi ụt, sôi tim. Thì trong khi đó thì từ từ cái nước nó trong cây à, tới chừng mà nó chừng cỡ tiếng hồ rồi trở lại cùng cả nhà Việt Nam, nó trong cây cái nước mà nhìn xuống thì thấy xương, thấy rõ ràng rồi đó, mình nấu nồi lớn rồi nha, người ta không biết, người ta nói chợ bà thấy bún chắc bỏ thuốc rồi, nó không có, mình cũng chỉ gì đó, chụm lửa ăn ấy, phải chụm lửa ăn ấy không thôi là nó được, trong khe luôn, trong khe mát không nha, cái như vậy đó. Rồi cái mình mới nói à người nè, ok mát nè, ok hello đi cả, hello cả, mát nha ha, mà hao ma mát hao nè, đi nè, sếp bạn này, sếp bạn đó nè, nó 7 tuổi, ok good, thì dễ thương lắm, 7 tuổi bự đó, tự đứa má nuôi kỹ, cái xong rồi cái cả nhà biết sao, đó, thành ra mình cứ chỉ người ta làm vậy đó mà rất là ngon, nước súp rất là ngon. Nghe mình ở đây cứ làm vậy, mình nói ngay, món ăn ngon thì mình phải chịu khó,
đó, mình phải chịu khó chút xíu. Với mình như là mình phải rút kinh nghiệm nên mình ra một cái ý tưởng nói vậy đó. Mình đem cái dầu ngọt, mình chỉ hai phần muối làm phần đường, nhiều quá chị không biết. Ví dụ như hai muỗng cà phê mà muối thì một phần muỗng cà phê đường, rồi bỏ vô cái giá hay là cái chén gì, cái thả vô cái giá và thả vô lượt một vậy đó. Rồi từ nó không vừa nữa thì mình cũng làm y chang vậy đó, từ ít chút xíu nữa vậy đó, chứ không có bỏ nữa, bỏ vô muối rồi bỏ vô không coi vậy đó. Sáng giờ mệt lắm á, nãy quá trời mệt rồi mới lần tắm một cái mới xuống đó, mới cùng. Cho giờ như là một lát nghỉ khỏe rồi mới ăn vô, cho giờ ăn vô mệt quá không vô, chỉ uống bia thì được, mời cái nhà uống bia. Nên là bên này không có thiếu món gì hết trơn, cái gì cũng ngon hết trơn. Nhưng mấy cái trái này cũng ngon lắm nè cả nhà, ngon lắm á, đủ thứ hết trơn, đẹp nhóc hết trơn nè, xung quanh nhóc hết trơn lắm đấy. Mình mê nhất là cái bánh bao, mình mê nhất là bánh bao này nó mới sao mà mê quá trời, nó làm sao mà khéo quá trời luôn nè. Trong những hình ra khoe qua cả nhà hoài, thì tình chúng ta nào cũng khoe hoài. Mình đi gặp là mua, dây quá này rồi mình không thèm mua, không thèm mặn nữa, tại vì mình thấy mặn trước mắt mình đúng hỏi à. Trời ơi, có người có đám tiệc hả? Mấy chục hộp luôn, hộp 4 cái, có khi hộp 6 cái họ mua không? Đóng thùng thùng đem đi á, đã khỏi mặn á, có đám tiệc gì sáng sớm cho người ta ăn. Nói gì đó. Em uống cà phê. Nói gì đó. Nha, lúc mình mới qua vậy thôi, mình không biết, mình cứ vậy, mình cứ bỏ nước sôi rồi xíu mình mới chỉ. Mình chỉ cái gì mình biết thì mình cũng như là mình chia sẻ như cả nhà biết cái gì thì nói cho mình hay, là mình học hỏi thêm, như mình chia sẻ với nhau, mình giống như là trao đổi với nhau á. Giờ bữa nay bầu trời New York buổi sáng này như là hơi cho mình cũng không mấy gì vui nữa, tại vì không có được đi trên binh, không có được đi ra ngoài nha, gặp cha mẹ. Tại ngoài mình có làm hai cái hình đó mà bọc kính lắm, không có hư. Không có hư. Mình ra nói chuyện này nọ cho ba má mình, rồi ăn bài tại tại chỗ luôn. Rồi con mãi gặp mấy em nuôi đồ, mấy người bạn quen nữa. Ví dụ vậy đó, lâu lâu một năm mới gặp họ ăn được lần, với mình ít có gặp. Cái Covid này không có đi đâu được hết trơn. Muốn qua bên San Diego đó nặng thăm người cô á, tại dưỡng chết rồi còn người cô, mấy đứa em cô cậu hai đời, giống như là cô đó với ba mình là cô cậu ruột, cũng như là cô đó là con cái người cậu, còn ba mình con người cô đó. Họ mới giải thích cho mấy đứa con gái nghe á, gái mình nghe á, đó giống như con với con anh hai, con của tụi cũ là con anh cậu hai mà con, rồi mấy đứa em đó là có thêm một đời nữa, tức là hai đời mà rất là thân. Người lớn thân thì nít nó thân. Rồi tới đợi con mình nó thì tính nó dẫn nó đi cho biết, thì tụi nó qua đây cho biết thêm đợi nữa mà đều Covid này có hết đi luôn. Hôm đó mấy năm trước thì cháu nội của cô đó có qua đây đi học đại học ở trường NYU đó, thì Tuấn rồi được có gặp, với Mạnh rồi có gặp một lần, thì tức là cô cậu thêm đợi nữa đó, chỉ có Tuấn với nó là hai cái cô đó gặp nhau thôi à. Nó qua tự bên San Diego mà bệnh San Diego á, qua đây cái đó đầu sát biên giới Mỹ luôn đó, sát biên giới Mỹ. Mình nói vậy thì bây giờ mình rất là thấy tội nghiệp mình, còn mình nên cô hỗ trợ dựa người rất tốt đó. Mình qua hả, cả nhà biết không, người dựa mình hả, sáng sớm ha là có một cái hai chồng mình á, một cái phòng ha là có hai cái bàn chải mới tinh với một cái kem đầy đủ hết trơn vậy đó. Buổi sáng cái loa cà phê đổ dưới, rồi cái cô mình nói thôi để ra nấu cháo rồi cho uống đồ ăn, cái dưỡng nói trời ơi lâu lâu qua đây, cháo là từ New York qua đây mà nấu cháo gì, đi ra ngoài tiệm ăn, đi qua phở quà nói vậy. Phở quà thì hai chồng mình đâu có cho cô dưỡng trả tiền, tại vì già mà đừng có lòng vậy đó, không tốt. Trời ơi mấy em gặp nhau mừng lắm, nói chuyện tao nó cười bể bụng luôn á. Có là em mà vợ luật sư á, trời ơi nói chuyện tao nó cười quá trời luôn, mình xuống nhà ai cũng cười quá trời, chỗ mình là vui lắm. À, lúc đó chưa có làm YouTube thành ra không có coi phim. Rồi
bên Cali cũng vậy, nơi cái chỗ cái tiệc cái chỗ gì ghi bằng mình có cái cạc á, Phước Thạnh gì đó, sau này mình phát hiện ra đó là mình nói đây được sao mình có đi đó, là mình đi tour đó. Đi tour vậy đó, cũng như là hai đêm mà ba bữa ba ngày mà đi, cũng như là đi nó đi đầy đủ chỗ, còn như mình đi lên San Phan thì mình chỉ đi cái vài chỗ thôi, cái này đi đủ chỗ, hay là đi Las Vegas hay vậy, hoặc là đi bên Oregon hay là Seattle cũng vậy đó, đi vậy đó. Nhưng mình nay để hết dịch rồi hay đi với ông xã, trước tiên là về hết dịch về Việt Nam trước, năm rồi đi về học mua vé ở trên sắp đi rồi, không thôi về lượt kiến dâu đó, tại vì mình mắc còn cái cuộc hẹn đó, ở bệnh viện em mệt đó, sáu tay thành ra chín tay mình mới đi về, thành ra hăm mấy tay ở bển Tết, thành ra hăm mấy tay thì mình trên đầu đi xuống thì nghe ông xã nói là bất tính nói vợ bển nói là dịch quá trời đó, thành ra thôi giờ để khi nào hết dịch mình hết đi, rồi tính đi trả vé ổn quá, hồi lúc nó trả vé ông mới nói sao con đừng trả vé, con đừng lấy giống như chị Bảy vậy, không lấy thì cũng còn mà lúc nó vừa ghẻ cái sáu mấy sáu mấy à ổn nói này, nước Mỹ này đi chưa hết nha, cũng đi nhiều tiểu bang lắm rồi mà giờ chưa hết, ở đây có xe bus đó, đi tour thì 4-5 tiểu bang luôn đó. Đi vậy đó vui lắm, mình nói để đi Chicago rồi đó, hay là đi hướng bên Tennessee, mình có qua Canada rồi hai lần rồi, qua Canada hai lần rồi, mà phía nằm bên Toronto bên đây nè, kêu bằng Montreal gì đó với Quebec gì đó, cái chỗ mà nói tiếng Pháp thì nó giáp với Minnesota, tại mình coi bản đồ á, mình đi với thằng ba em có họ Thái, tại vì bà con cũng như là đó hồi xưa mình ở nhà học may á thì họ Thái, nhưng mà cũng như là sao Thái là sau này ông này mình có chồng mới họ Thái gặp thôi, chứ mình thì thân khi trước thành dây thân mình một cái nới nhiều hơn đó, mình nghe sau này mấy ông này qua thân qua ông này nó ngay vậy đó, thương xã mình lắm, tại họ Thái với xã mình xem đó, tại ông rất là thương giờ mà rồi mình đi Melissa nó đây chứ, rồi lâu thì nào ấy rảnh qua đi chơi vài tháng đi, ở nhà em vài tháng chơi đi. Đây để khi nào để dịp khác mà cắt đi, không đi vài tháng đâu, đi gần vài tuần thôi, vài tháng lâu quá nhớ nhà, thành như vậy giống như ở New York này nè, hổng là định là đi ra chỗ kia nè mình quay, nhưng mà bây giờ như là nói là khoan má đi, bởi vì quá trời dính nhà Covid đó, có số người đó, bị dính khổ lắm đó. Rồi mình thì không thấy gì, rồi con cháu nữa đủ thứ hết trơn, mình giờ mình không dám đi, không đi, khi nào mà có dịp gì đó thì mới đi, chứ còn không đi mình tới 3 tháng nữa mới tái khám á, 3 tháng bây giờ á bác sĩ còn kêu mình nói bây giờ mình có cườm khô gì đó biết, nói kêu mình cỡ tháng 9 thì lại coi làm cuộc hẹn đi qua với bác sĩ gia đình coi nó có cườm khô rồi có sẽ đi lỡ nhập lên bệnh viện á, bởi vì bác sĩ một tháng có 2 ca thôi, không có 2 ca đó, rồi mình nói chua rồi nó mái đòi mình không chịu đó, rồi năm nay rồi ổng nói thôi để tháng 9 đi, tức là tháng 9 mình trở lại đi rồi mới tính nữa, nó nói mà mình thì chưa chịu giải phẫu, mình cứ sợ, mình cũng còn thấy cái đau, quan không thấy đâu, đều nó có gì mình thay kiếm lại chút xíu thôi nè, cứ vậy chị ta cũng thấy mà đâu có gì đâu, không làm kệ đi, mình sợ lắm, tại vì có số người đã bị giải phẫu xong rồi ha, Dương Tuấn Định ấy sáng lắm, nhưng mà thời gian nó cũng mờ rồi, nói gì ra mình chịu cho phút nào hay chút thấy ở má của Bích Huệ ở Việt Nam gì á, mổ không bị nó kháng lắm, chừng 2 năm mà nó mờ lại như vậy, có chứ qua bạn mình á cái đục thủy tinh luôn đó, đục thủy tinh trong mắt luôn đó, rồi để cái miếng gì vô á, cái miếng gì đó không biết nào, mà tại vì có bảo hiểm á, chứ không có bảo hiểm là mắc tiền lắm á, cái đó mắc tiền lắm, nghe nói vậy nè. Bây giờ đó mình nè, một là mình sanh đẻ mình khai đi sớm đó, với là cái chân hơi yếu, thứ hai nữa là mình đọc báo ở trong vòng mầm cái đọc báo sớm đó, cái nhát lỗ tai thì có làm nhát lỗ tai, chỉ có cháu có vợ hoặc là mấy các cháu trẻ đó có sanh đẻ đâu có nhớ, mình như cua lột phải, đừng có mà cái gì cũng phải cử, ngồi lâu cũng đừng ngồi lâu nữa, tại vì
tới già mới nó mới cái bạn nó mới lòi ra cái bệnh hậu, như là tới già rồi mới lòi ra cái bệnh, chứ còn thời trẻ mình nó lướt hết trơn à. Chứ mấy ngày bờ trời nó gió, hồi xưa chạy đậu khăn hồi đó, bây giờ mình có nón rồi ha, hồi xưa đậu khăn tới 1 tháng rưỡi đó, rồi nhét bông gòn này nè 1 tháng mấy luôn. Hồi xưa trời ơi nằm than gì đủ thứ không phải, nhưng bây giờ các nàng sung sướng có, hồi xưa một tháng đó hả, không có rảnh rồi là cái đầu cũng vậy, chờ cái tháng mới cho gội, sợ gội sớm chồng nó gích gì đâu. Vậy đó. Bữa nay mình chia sẻ là cũng như là không có đi được sinh minh á, ra bên Mỹ này bây giờ dịch quá, ở New York này mình ra không có được đi, chia sẻ cả nhà nữa mà làm bây giờ không đi được thì ở nhà mình mời về nhà ăn cúng ba má, rồi mời ba má chồng luôn đó. Ba má chồng và ba má ruột, ông bà nội các cháu nè, rồi ông bà ngoại các cháu luôn. Mỗi ngày mình nấu đồ ăn, khi nào mình vô xuống mình nấu cái hơi hực hực lên, vừa chín là mình múc ra là mình mời. Tại ba hồi xưa có nói ở đây, những người mà phước ngoại không mặt đó, có hồn hơi người ta ăn, cũng như là mình phải có mời nó mới dám ăn, không mời nó dám ăn. Như vậy mình dần biết, chứ không đợi tới ngày nào hết trơn, ngày giỗ rồi gì, chứ bình thường có đạn ngon là mời. Hay là muốn uống được cái ly cà phê, hoặc là uống trà, là uống nước gì cũng như mình cũng mời trước, để nó mời uống, mình nó uống, hay là nấu tô mì cũng vậy đó, thành thói quen này. Rồi còn ăn nhiều nữa thì do ông thổ đất đó, rồi ta năm táo này, rồi ba má cái này thì đây ha, còn bà mà âm thì mình cúng trái cây hoặc là chè vậy đó, trái cây hoặc là chè, tại vì không có cúng đồ mặn được. Mời cả nhà uống miếng đi nha. Mệt quá, ông ấy nấu gì cả nhà nữa này chia sẻ. Đây cải xà lách ngon dữ lắm đó. Ở đây xà lách rất là ngon, mì dưa leo cũng ngon nữa cả nhà, thấy không? Cải trái gì ngon thì là ngon luôn. Quá trời ngon. Dưa leo. Yeah. Mệt quá rồi, không có chia sẻ gì nhiều nổi. Chỉ nói tình hình ở New York á, vậy đó. Bộ hộp ở New York này cũng có một người đàn ông á, cũng như bây giờ đó em, nói là có một cái YouTuber người Việt, cũng như là nói là đi lại trở qua Washington DC á, bữa hổm mình coi nghe đài á, là nói là bây giờ chợ quốc hội sao dễ quá, này nọ ta vô hay là sao thì không biết. Đi cách đây chừng cỡ 3-4 ngày có cái cậu Mỹ Đen đó, là 21 hay 29 tuổi gì đó, tự nhiên lái xe đại vô trong chỗ gần quốc hội á, chợ Bạch Cô, chỗ nhà con ốc á, cái cặn hàng rào đây nè, cảnh sát phải chặn làm cho mày gướng đại luôn, mà cảnh sát không ngờ lại gướng chết một ông cảnh sát, cái cậu cảnh sát đã chết, một người kia thì gớ cũng như lại chạy tới nữa thì bị cái gào thứ nhì chạy không được, rồi bước ra lấy dao á, cảnh sát cản thì lấy dao đâm trúng cái mặt cái người cảnh sát á, nè mày nghe thương, người ta bắn đi chết. Thì ở trong đó có cái laptop, thì ở tiểu bang nào bà không mà nói bị gì xấy sợ quá rồi. Trời New York cũng mấy, rồi mới nghe trên đài nói là cũng có cái người YouTuber người Việt mình đó cũng nói ra, nói ở cái chỗ đó giờ dễ quá, này nọ kia gì không biết, hôm đó đó nói đó, rồi cái bây giờ người ta FBI tại đang nghe ta nói ta coi cái người đó là ai, thì cái người ta khuyên người Việt mình nếu có cái đó thì phải gỡ xuống. Trong cái đài nói cái đài cái cậu đó cũng Việt ra tiếng Việt á, nói vậy. Nhà New York này mới đây cũng năng đồn bắt một người, cũng như là nói kỳ thị, cũng như là ghét mấy người Á Châu á, thành ra ta đang kiếm bắt nữa đó. Không gài ở bên Mỹ này, mấy ngày New York thì ở Manhattan đó thì cũng có 1-2 người cũng có lẻ tẻ, còn không biết, nhưng mà Cali thì thấy nhiều đó, với rắc xịt. Đó, cũng vì bị tấn công quá. Có hổm ở Houston chứ. Houston nó xịt á, cái cậu nó vô trong cái chỗ mà siêu thị người ta ba bán đồ đó, dùng súng lia 21 tuổi, lia chết á, đâu 8 người hay là 10 người hay nhiêu đó, lia chết. Thế hôm nào từ hồi cả New York nghe kỹ, tại vì nghe đấy chết chứ sao mà nghe Nhật mình thấy là như nó chóng mặt quá, thằng ra không có chú ý luôn.
Nhi nó mới nói là cha mẹ đặt tên con á, nhiều khi cái cậu đó tôi đặt cái tên ba má thì đặt cái tên gì đó, rồi cái gì có mặc cảm, bị trầm cảm, rồi trường học cái đặt cứ ngạo đi hoài, nói là cái tên nó tên gái tên gì đó, rồi cũng như là không ai chơi gì hết, rồi làm như trầm cảm, rồi thành cái thói quen đó, rồi sinh ra con người có hơi bốc động lên. Với hồi nay nói là tại vì cái dịch cái đại dịch này nè, thành ra những người ta ở nhà nhiều quá nên đầu quẩn quẩn trí, như ở trong nhà hoài chịu nổi quẩn trí, thằng kia ra ngoài ta bị chơi. Ngày hôm qua hôm kia thì mình coi đó là một ngày đó ở New York này tới mấy ngàn người mà bị nhiễm á, hay là mấy ngàn người chết gì quên rồi đó, để hôm nào nghe kỹ lại mới được, cũng mấy ngàn người đó mà in là chết đó. Tại vì nghe mấy cái chết sao mà nó mới sao nó nhức cái đầu quá trời, không biết nữa, làm ra không có chú ý luôn, chứ không có định bữa nay lên nói cho cái nhà nghe, nghe mình cũng sơ ý chút xíu để mốt mình chú ý chút xíu. Thành ra em bố của mấy nó gọi lại hoài, nó chứ có chuyện gì mới đi nha, không có chuyện gì đừng có đi ra ngoài, ta tấn công người Á Châu nói vậy. Người nói mình nha, mình ở đây toàn là Mỹ không, người nói nó sống tốt mà, nó nói trời ơi hôm đó cái bà kế bên này nó đậu cái xe trước vậy đó, cái nói hỏi mày đậu bao nhiêu phút, nó nói mày ra ngoài lộ của chính phủ mà bà cũng khó vậy đó, nói vậy. Nó chơi coi chừng, nó nói sao đâu, nó ngay ở đoàn xung nên đi Mỹ không ạ, đâu có người Việt nào đâu, không có ai hết. Và hôm đó hai đứa con nó kêu mình thôi trở về chỗ cũ hồi xưa, nhiều khi nở mình không chịu, mình đã ở đây quen với em, bây giờ hai đứa con nó mua nhà gần gần đây, chạy chừng 20 phút tới rồi, con mình hai đứa thằng trưởng nam thằng thứ nam, hai đứa nó mua nhà cách nhau, hai anh em nó cách nhau chừng 5 phút xe cũng không dùng, rồi mình thì ở đây qua nó chừng 20 phút, mình ra thôi con ở đây với hai mẹ ở đây mát mẻ quá à, ở quen rồi. Mấy nó gần nhớ ngày bằng đầu thì nhằn, bằng đầu thì nó không có tiện bằng ở trên kia chỗ mát phịch hồi xưa đó. Hồi xưa mình đi qua bên, nếu mà đi xe mà xe eo mà đi qua tới đường 14 rồi thì là nó có chừng cỡ 10 15 10 phút à, rồi xe điện tới ở trung tâm bển mới sao nó, còn mình đây thì nó ngay hơi xa, lái xe thì tới nếu không kẹt xe thì 40 phút đó, 40 phút, còn kẹt xe thì chắc cả tiếng. Dạ, cái nhặn với đứa nhỏ rồi bây giờ nó nói hồi nhỏ gái gì nó ấm, mà nhiều khi nở tôi nói thôi không đi đâu, ở đây mát mẻ với có xung quanh được, với nhà độc lập rồi. Hồi xưa ở bển thì nó ngay nhà mà ở ngoài mình khi nó thì hai cái cặp lại dính thôi, và ít có độc lập lắm, hay là dính liền đó. Mình xã nó nhờ xuống đây, không xuống đây chắc mình bị Covid-19 tại đi tối ngày cái nó tiện xe đi tối ngày đó. Ngày những cái người không biết thì nhờ mình gì mình trong khả năng mình được thì mình đi, nó ngày ổng thì không có gì, nó ngày ổng tốt lắm, nhưng mà ổng sợ mình té nó, mình tào lao như là sợ mình té đi rồi té đó. Rồi mình thì nếu mà mình hay mà mình không giúp người ta mình chịu không nổi đó, nhiều khi nói ông xã rồi đó, còn cái chảnh nó sợ thông cảm đi, tại tôi nó vô xương tôi rồi, máu vô máu rồi, nhỏ lớn rồi nó vậy đó. Thành ra không biết sao giờ nữa, kệ gì ha. Vậy mình báo cáo tình hình New York vậy, bây giờ dịch nhiều dữ lắm đó, không thể, gái còn chưa đi làm được, ra đi ngoài văn phòng đó, hồi đó tính là tháng 3 đó, ông boss nói tháng 3 này đi đó, mà văn phòng người ta không ấy, cái người má nuôi nó, cái cô Mai đó kỹ lắm đó, mà còn bị dính Covid-19 đó. kỹ mà còn bị dính đó cả nhà. Da dữ. Mùa này là trời không khí tốt lắm, đằng ngoài mát mẻ lắm. Có giấc chiều thì nó hơi se lạnh, giấc chiều này phải mặc cái áo khoác, mình sợ bị cảm á, chứ còn giấc sáng thì không sao. Vậy chỉ nói với Thậm Di trong cái New York mình thôi ha. Với bây giờ ở New York này á, là siêu thị nó không có còn cho mình mà bọc ni lông á, đằng mà đựng đồ đó không có, mình phải mua, mà mua cái túi gì nào, có chỗ bán 75 cent, có chỗ bán đồng. Nếu mình mua về rồi mình rảnh thì mình phải đi chợ, mình phải xách cái túi theo, không có là mình phải mua nữa đó. Đó, mấy đứa con bị mua hoài, bởi vì nghe nói là
nghe nói lệnh nhân thủ là cũng như là những cái người mà tàu hay là những người làm ở bếp này nè, cũng như bọc ly lông rồi ưa thảy vô trong cái gác á, nó không có để riêng cho gì xứ cồ lại đều chỗ riêng cho bọc ly lông nó riêng, cái này để vô vậy đó và nó không có thiêu quỷ được, nó không có bị tiêu, cũng như là nó không có mục được á, tiêu quỷ hay gì đó là không có mục được, nó là như vậy đó. Rồi mới nói vậy, mày nói thôi giờ vậy thì bây giờ vậy, còn nếu mà ở ngoài á, thì bán những cái đồ mà giống như đồ ăn đồ vậy đó thì còn xài bọc ni lông đó, và còn chứ bán mà thịt cá hay là vô siêu thị là không có đựng được nữa, chỉ mua túi, hãy mua túi đã nên góp gì đó, nhà không biết cái tin tức gì vô góp vô gì nữa, nhưng mà đầu tiên cái là dịch đó. Thì cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu á, thời gian qua để ủng hộ vào chợ New York. Rồi ông Dũng nó nói ông mời ông hay ra một cái là cái clip á để bà cảm ơn mà như là quý vị á, như là ủng hộ mình á, ủng hộ vào chợ New York á, bây giờ 610 sáng này thấy 614 rồi đó, thành ra mình cũng nghe Dũng nói thế thì Út mình nó cũng ra một cái kênh YouTube nữa, rồi mình nó hỏi với kênh nó là kênh gì nào mình biết thì subscribe cho nó, nói vậy rồi Dũng nó để nó nói mà chưa nữa đó, làm ra làm sập cho con đó. Hồi xưa mấy năm trước nó nói rồi, nó nói hồi lúc ông xã mình mới về hưu á, nó nói ấm mày ấm ba ấm ba hồi về hưu rồi thôi giờ ấm với ba ở nhà ấm quay đi rồi ba nấu ăn, nói vậy rồi má ấm nói ông nói là ba nấu gì ông nói rồi ba nấu, nói vậy rồi mình cũng không nghĩ tới, rồi sau này năm ngoái cái mợ tư đó nói tụi câu ơi với hai người nói nè, nói tợ ra YouTube thì thấy tụi câu ra được đó, vì sẵn không có về Việt Nam đó, rồi thôi mình cứ làm, tại vì ba mình thì muốn thoát xô á, cũng như sự dạ dàn sủi á, dàn sủi là dẫn chuyện á, như là tiếng Việt thì mà dàn sủi á đó, ba mình ngày xưa thử dẫn chuyện cũng như là thoát, bây giờ Mỹ mình kêu mình thất xô, rồi mình suy nghĩ đi, thôi giờ không về Việt Nam được rồi, rồi sẵn vậy thôi mình ba thì muốn làm mà làm được, hồi lúc đó giờ hồi đó trước khi qua là ba nấu rồi, hồi xưa thì ba ưa nói cho mấy thím mấy đồ mấy ngộ nghe tần tiếp mai nghe đủ thứ hết trơn á, đông chu liệt quất hay là những cái câu chuyện đủ đó coi trong kim nhật thế giới đó, nói ra rồi mình cũng ngồi nghe đó, một bữa một ngày thì nói mới vậy đó, chiều mấy thím nó thích lắm, chiều cái ngồi sẵn rồi đó, rồi cái mình mới ba nói thôi dừng nào mà qua Mỹ, nói đây dừng gì qua Mỹ cột quá thì ăn sữa ăn sụt, nói ba sẽ diễn thiết mà qua đây, trời ơi qua đây mình mới qua, con thì năm đứa không biết tiếng không biết đường xá gì hết trơn, trời ơi, nhờ Vinh nó đang cũng như là đang đánh cái trợ cấp từ công ty đó, rồi mới nhập khay vô luôn nặng, rồi chính phủ mới là ấy là mình đi học Kiên Giang, rồi sau này ông đi là ông này ông xã đi làm nó vậy đó, nó vậy đó chứ không thôi thì làm sao, rồi thành ra đâu có lo ông già đâu có, với ông như rất là đâu có người Việt đâu, khi nào mà có ra ngoài chợ như hay là chùa rồi đó, hay là những cái hội đoàn mà người ta đoàn thể đã tổ chức rồi cộng đồng đó, thì mới gặp thôi, chứ ít lắm ông người Việt cái xịt ra nghe nói nguyên tiểu bang này có hai mấy nhà mà người tiểu bang lớn lắm, xè như cây quạt gì nè, nó giá táo cho mình thấy giống như cây quạt xè cái gì nè, mình chỉ có đu nhỏ xíu thôi, gia đình nó đu nhỏ xíu thôi nha, chỉ đó mà cùng bằng cái đảo này nè, còn bằng cái Đài Loan đó, bằng cái nước Đài Loan đó, đảo quốc này nè, với cái đảo này luôn là đó, giống như mình hát tịnh vậy đó, đá không cái chị Lan chỉ nói làm cái thang máy á, trời ơi đào xuống hả đá không đó, bà dân nói vậy, tại vì building cất quá trời luôn đó, mà không sao không có bị gì chứ, mình Cali mấy năm trước còn bị sụp đồ động đất rồi đó, không nói năm ngoái năm kia cũng bị đóng giá gần rồi, ở đây không có ngay đây, chỉ có mùa đông á, mùa đông chừng 3 tháng nè, mà nặng nhất là tháng 2, tháng 1, tháng 2 thôi là nặng nhất là tiết, bảo tiết đồ có khi bảo tiết hơi tiết xuống vậy hay gì ha, để dịp khác rồi mà trời New York sẽ nói, tại vì sáng giờ mà cái này mệt quá rồi thành ra không có tâm trí mà để nói chuyện nữa, chỉ với báo cáo là bây giờ nhiều bà con có hỏi chứ bên này hết dịch chưa, dạ thưa chưa, nó còn nhiều hơn nữa đó, đó thành ra thống đốc rồi với mà thị trưởng rồi đó
là kêu hay là có không có việc gì đừng ra ngoài. Ông gài đang lo cái nạn mà thì người gốc Á đó đưa bị tấn công thành ra hạn chế ra ngoài, mới dặn mấy đứa con hoài coi chừng, mới dặn những người nói đi đâu mà thấy cái người nào mà mặc hơi mà nhìn nhìn đó thì con phải lách đi chỗ khác nha. Mình không muốn, sợ nhất là cái dao Thái Lan ở Việt Nam mình hở hở cái đâm nó chết dữ nữa. Ok vậy ha, nhớ nha, mình nãy mình cũng cảm ơn cả nhà rồi đó, để con nó cái dặn đấy, ông ơi ông lên clip ông ơi nói gì nói giùm, tôi nói được có nói mà ông nói có lần cũng nói mấy lần rồi. Thì bây giờ cần thêm 300 mấy sụp nữa thôi, 380 mấy sụp nữa là đủ ngàn, còn mà mình livestream đó là mình không sợ bị xóa cái YouTube á, là mình cái này quay về. Cũng như cảm ơn cả nhà nha, đã ủng hộ cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu đã ủng hộ. Về chúc mình cũng như là bây giờ mình cũng như trong vòng 3 tháng này thì Việt Nam mình kêu bằng mùa xuân đó, bên đây giống gì thì cũng còn ăn Tết, cũng như là bước sang năm mới xuân Tân Sửu đó, thì như chúc cho cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu cho bằng dồi dào sức khỏe, dạng sự như ý và gặp nhiều điều may mắn. Yeah, ok, gia đình hạnh phúc. Yeah, ok. Vậy bye nha, tại mình mệt quá. Ăn vô nữa, đang ăn thứ chút chút thôi cho ăn vô nữa. Ok. Vậy ha, bye bye, để mình hẹn lại clip tới nha. Để mình thấy nó nói chuyện tiếp nữa. Nên nói về cũng như là sinh hoạt của New York á.